Xin kính chào Thánh. Cảm ơn Chúa buổi tối hôm nay trong bữa nhóm giữa tuần của VBC Houston. Chúng ta được nhóm nhau lại để chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Đó là câu lời hằng sống của Ngài. Và khi chúng ta nghe, chúng ta áp dụng, chúng ta làm theo, đời sống của chúng ta chắc chắn sẽ được phước. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở giữa loạt bài Đời sống cơ đốc nhân đắc thắng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ một điều rất quan trọng đối với Chúa và cũng là bản thể của Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời hay tha thứ, và Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Nhưng trước nhất, Ngài muốn chúng ta phải tha thứ cho những người làm tổn thương mình để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa. Lời của Chúa trong Matthew chương 6, trong bài cầu nguyện mà Chúa Ngài giải, thì Chúa Ngài có bao gồm hai câu rất quan trọng mà chúng ta cần được nhắc nhở ở trong buổi tối hôm nay. Đó là Matthew chương 6 câu 12 và câu 14. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Và câu 14: Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Hai câu kinh thánh này cho chúng ta thấy sự tha thứ là điều rất quan trọng ở trước mặt Chúa. Để chúng ta có thể kinh nghiệm một đời sống đắc thắng, chúng ta cần học tha thứ. Chúng ta cần buông bỏ những điều làm cho chúng ta đau khổ và xáo trộn đời sống cầu nguyện của chúng ta. Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống đắc thắng, chúng ta cần phải nhận điều mà Chúa Ngài rất muốn ban cho chúng ta. Và tuần tới chúng ta sẽ học kỹ hơn về bản thể của Chúa là đấng hay tha thứ. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ xem những lý do cần thiết để chúng ta kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa ở trong ơn của Ngài. Nên xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta, hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta luôn đầy tràn sức mạnh từ nơi Chúa, để chúng ta có thể sống đắc thắng, để chúng ta có thể phục vụ những người lân cận chúng ta, và chúng ta có thể lấp đầy chỗ mà khi tâm hồn của chúng ta tan vỡ thì nó sẽ làm cho thất thoát sự hiện diện phước hạnh của Chúa, sự sức giàu của Ngài. Cho nên Chúa muốn rịch tâm lòng của chúng ta cho được lành. Bởi vì người có tâm hồn tan vỡ thì đời sống luôn bị thất thoát. Nhưng khi chúng ta kinh nghiệm được sự lành lặn, chúng ta sẽ nhận được sức của Chúa, được phước Chúa ban, và chúng ta có thể kinh nghiệm được sự sống đầy quyền năng, sức mạnh từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài ban ơn trên thời giờ chúng ta nhóm nhau lại và học hỏi lời Chúa trong buổi tối hôm nay. Và xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Sau đó chúng ta hát ngợi khen Chúa, bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta vì Chúa là ai, Chúa quyền năng như thế nào, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng trong ơn của Chúa khi quyền năng của Ngài thể hiện trên đời sống của chúng ta. Xin cùng với chúng ta cầu nguyện. Cha dấu, chúng con cảm ơn Ngài vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã tìm và cứu chúng con. Ngài là đấng duy nhất đã bằng lòng hy sinh chịu chết thay cho những người tin theo mình. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn nhất khi Chúa yêu chúng con và tha thứ loài người chúng con khi chúng con không biết việc mình làm. Ngay cả trong giây phút Chúa ở tại thập tự giá, Ngài đã thi thố sự tha thứ của Ngài. Và trong ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì khi Chúa Ngài cứu chúng con và biến đổi cuộc đời của chúng con, Ngài cũng thánh hóa và khiến chúng con có thể sống mỗi một ngày giống như Chúa hơn, để đời sống của chúng con có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng. Chúa dạy chúng con phải tha thứ. Chúng con cảm ơn Chúa vì trong những giờ phút này, ở trong mùa thương khó, chúng con thinh lặng ở trước mặt Ngài
Và chúng con nhìn thấy một tấm gương tuyệt vời, một chiến thuật lớn nhất trong lịch sử của nhân loại kể từ khi loài người phạm tội. Chúa có thể đánh tan công việc của Satan và đem lại sự phục hồi khi Chúa chọn con đường đóng đinh và thập tự giá và sẵn lòng tha thứ những người làm thương tổn mình. Vì Ngài đến để ban sự sống. Chính sự sống của Ngài có thể biến đổi nhân loại. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài khiến cho chúng con được trở nên giống như Chúa hơn mỗi ngày. Là Chúa xin buổi tối hôm nay tiếp tục dạy dỗ dẫn dắt chúng con để chúng con có thể học và làm theo gương của Chúa, để chúng con luôn luôn kinh nghiệm được sức mạnh quyền năng của Ngài, và chúng con đóng hết tất cả những cánh cửa, những cơ hội mà Satan có thể len lỏi vào trong đời sống của chúng con, để chúng con có thể kinh nghiệm được sự sống phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con phó dâng thì giờ học hỏi lời Chúa buổi tối hôm nay trong ơn của Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước trên chúng con. Chúng con cũng tạ ơn Chúa vì cơ hội để chúng con ca ngợi Ngài. Xin đến gần, lắng nghe và ban phước trên chúng con qua sự hiện diện của chính mình Ngài ngự giữa những tiếng hát ngợi khen này. Hãy ban ơn cho chúng con một cách đầy dẫy. Chúng con ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em tiếp tục đứng. Chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa. Cùng với ban hát dẫn, chúng ta hết lòng tôn cao Chúa và bày tỏ chúng ta tin nơi quyền năng của danh Đức Chúa Giêsu là như thế nào, để chúng ta sẽ được Chúa làm cho chúng ta trỗi dậy, trở nên một đạo quân lớn ở trong tay của Chúa. Amen. Chúng con hát vang khen ngợi vì Ngài.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dừng để trong cơn bão tôi. Mỗi bước mỗi gian rời, không chỉ nhắn tin ta cả bạn. Giữ như đấu cho đàn, hy vọng tôi gian. Sự chết người đã thất bại, không chế sự ngăn I'm gonna sing, I'm gonna sing, in the middle of the storm. Oh.
Cảm ơn Chúa vì quyền năng của Chúa đã thể hiện trong mức mạnh mẽ và tối đa nhất khi Chúa Ngài đối diện với thập tự giá. Trong sự thương khó, Ngài đã thi thố quyền năng của sự tha thứ của Ngài để chúng con ngày hôm nay có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng ở trong Chúa. Ngài đã đắc thắng vì Ngài đã thắng được cớ vấp phạm. Hãy chúng con cảm ơn Ngài vì bởi gương của Chúa và bởi sự tha thứ của Ngài cho đời sống của chúng con. Và chúng con cũng có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin ban phước trong thời giờ buổi tối hôm nay khi chúng con học hỏi lời của Chúa. Và lời của Chúa đem lại cho chúng con sự tươi mới, đem lại cho chúng con kinh nghiệm, và cho chúng con cũng có thể được vững vàng ở trong ơn của Ngài. Và đời sống của chúng con đắc thắng lan tỏa ra để đem sức sống của Chúa mà san sẻ cho nhiều người. Chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa với lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong những giờ phút phước hạnh mà chúng ta chiêm nghiệm về sự thương khó của Chúa. Bởi ơn của Ngài, Chúa Giêsu Ngài đã chiến đấu để không làm theo ý riêng của mình nhưng làm theo ý Cha. Và cảm ơn Chúa, Ngài cũng cảnh tỉnh các môn đồ của Ngài để họ có thể đứng vững ở trong ơn của Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở cho các môn đệ của Chúa đó là hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Và Chúa Ngài cũng cảnh giác các môn đệ của Chúa. Có nhiều người sẽ vì cớ Ngài mà vấp phạm. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ thật là sáng suốt, để chúng ta không vấp phạm. Chúng ta không để cho ma quỷ nó được kết quả ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ nắm bắt lấy cái lẽ thật mà Chúa Ngài dạy chúng ta trong buổi tối hôm nay, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng luôn luôn trong đời sống của chúng ta. Anh chị em, nếu tôi ngay trong lúc này hỏi các anh chị em, ai là người làm bạn đau khổ, tổn thương nhất ở trong đời? Chắc không cần nhiều thời gian để nhớ. Anh chị em có thể cho biết ngay những con người đó. Có người có thể kể tên họ nghe tức khắc. Thường đây là những người mà gần gũi chúng ta nhất. Thật là lạ. Thế nào nhiều khi chúng ta cất giữ những tổn thương, thế nào chúng ta vẫn nhớ những điều đã xảy ra nhiều năm tháng về trước. Năng đề là khi chúng ta cất giữ những tổn thương, nó sẽ sản sinh ra sự thù oán, thù hận. Và đó là lúc mà chúng ta gặp khó khăn lớn. Bị tổn thương vì người khác là một phần của đời sống. Sống trong đời này chúng ta sẽ bị làm tổn thương. Hơn nữa chúng ta có một kẻ thù muốn làm cho chúng ta mất sức. Cho nên nó sẽ xúi dục những người xung quanh của chúng ta làm những công việc gây tổn thương cho chúng ta. Và khi chúng ta chịu tổn thương, chúng ta sanh ra cay đắng. Cay đắng chúng ta thấy rằng rễ đắng khi mọc ra nó sẽ làm ô uế những người lân cận của chúng ta. Rồi chúng ta lại mở cửa cho ma quỷ có thể tự do đi vào trong đời sống của chúng ta để hành động. Cho nên chúng ta cần để ý đến và dựa trên những lẽ thật mà chúng ta học ở trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ
kinh nghiệm được sự đắc thắng ở trong đời sống của chúng ta. Một trong những điều quan trọng chúng ta cần học ở trong đời sống đó là khả năng để nhận sự chữa lành khỏi những tổn thương. Phản ứng thông thường khi chúng ta gặp tổn thương là gì? Khi người khác xúc phạm gây tổn thương, chúng ta thường có thái độ muốn trả thù. Trả thù không bao giờ đem đến sự chữa lành và cởi trói chúng ta khỏi cái sự oán giận. Khi chúng ta đã đạt sự trả thù đi nữa, thì chúng ta cũng đầy sự oán giận ở trong đời sống của chúng ta. Chỉ có một phương thuốc chữa trị cho sự tổn thương, oán giận, đó là sự tha thứ. Để chúng ta có thể đóng những cánh cửa mà ma quỷ có thể nhân dịp mà nó bước vào. Câu hỏi thứ nhất mà chúng ta cần đặt ra trong điều thứ nhất buổi tối hôm nay đó là: tại sao tôi tha thứ? Matthew chương 6 câu 12 và 14 như tôi đã trích ở trong phần kêu gọi thờ phượng. Trong bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu Ngài đã đáp ứng lại với lời yêu cầu của các môn đồ của Ngài, đó là: xin Thầy dạy cho chúng tôi cầu nguyện. Và Chúa Giêsu nói khi các ngươi cầu nguyện hãy cầu như thế này: Chúa dạy, để có thể kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa. Thì chúng ta thấy câu 12, Chúa Ngài đã đưa ra một điều mà chúng ta thấy dường như nó không liên quan đến cái lời cầu nguyện xin ơn của Chúa, xin phước hạnh của Chúa. Thì lời đó là: xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Chúa bảo chúng ta phải tha thứ cho những người phạm tội nghịch cùng chúng ta. Và chúng ta đưa cho Chúa một cái điều kiện, đó là: xin tha lỗi cho chúng tôi như, theo cái cách, theo mức độ, như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Trong sự khôn ngoan, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện điều đó để nhắc nhở chúng ta luôn. Đó là chúng ta xin Chúa, Ngài sẽ đối xử chúng ta theo cách mà chúng ta đối xử với những người khác. Và câu 14 cho chúng ta thấy một lý do quan trọng hơn nữa: vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Chúa bảo chúng ta là hãy tha lỗi cho người ta, để chúng ta có thể được Cha chúng ta trên trời tha thứ cho chúng ta. Bạn có thể nói: mục sư muốn tôi tha thứ cho người đã làm công việc hết sức là xấu và đã làm cho tôi đau khổ như vậy. Sau khi người đó đã làm những việc như vậy, mục sư còn kêu gọi tôi phải tha thứ cho họ. Anh chị em, đúng. Bởi vì Chúa Ngài dạy chúng ta như vậy. Câu hỏi khác đó là: tại sao tôi phải tha thứ con người đó? Tôi không thể tha thứ cho người đã làm cho tôi đau khổ. Đây là phản ứng thường nhất. Người ta cất giữ sự oán giận và tổn thương ở trong đời sống của mình. Nhiều người không có sự vui mừng, bình an ở trong đời sống vì họ cất giữ những oán giận ở trong cuộc đời của mình. Cất giữ những oán giận, nuôi hận thù là cản trở Chúa đem sự chữa lành đến cho đời sống của chúng ta. Đây là lý do tại sao để chúng ta có thể sống một cách đắc thắng, thì đây là một trong những điều chúng ta phải học và thực hành. Tại sao tôi phải tha thứ? Xin cho tôi đưa ra ít nhất là 3 lý do tại sao chúng ta phải tha thứ cho người làm tổn thương chúng ta. Thứ nhất là vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Thứ hai, oán giận không kết quả gì. Và thứ ba là tôi sẽ cần được tha thứ ở trong tương lai. Tôi sẽ cần được tha thứ trong tương lai, cho nên hôm nay tôi cần học tha thứ cho người khác. Đó là cách để chúng ta có thể cất bỏ những oán giận trong đời sống của chúng ta. Chúng ta trở lại. Thứ nhất, Chúa đã tha thứ cho tôi. Cô-lô-se chương 3 câu 13: nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác,
thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Có một cái gương chúng ta học theo, có một cái khuôn mẫu mà chúng ta cần bám sát để chúng ta có thể sống giống như Cha chúng ta trên trời, để chúng ta có thể kinh nghiệm được sức mạnh từ nơi Chúa, để chúng ta có thể kinh nghiệm được quyền năng của Ngài. Chúng ta phải học tha thứ cho người khác. Có người nói rằng khi tôi cảm nhận được mình được tha thứ thì sẽ dễ dàng cho tôi hơn trong việc tha thứ cho người khác. Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng ta tha thứ cho người khác hơn những gì mà Chúa Ngài đã làm cho chúng ta. Khi chúng ta nhắc chính mình và chúng ta nhớ tội lỗi của chúng ta lớn dường nào mà Chúa Ngài có thể tha thứ chúng ta như vậy, thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn để chúng ta tha thứ cho những người lân cận chúng ta. Nhưng một khi chúng ta quên mình đã được Chúa tha thứ như thế nào, mình bắt đầu nghĩ rằng mình thánh khiết, mình trọn vẹn, thì chúng ta sẽ chắc dạ hơn, chúng ta sẽ khó hơn trong công việc chúng ta tha thứ cho những người làm tổn thương mình, những người xúc phạm mình. Nhưng mà Chúa Ngài chỉ muốn chúng ta làm cho người khác điều mà Ngài đã làm cho chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta, tha thứ cả nợ tội của chúng ta. Chúng ta còn nhớ trong Ma-thi-ơ chương 18, Chúa Giê-xu nói đến cái hình ảnh của một người đệ tớ mắc nợ chủ số tiền rất lớn. Và khi người này không có tiền trả thì đã đến xin chủ giãn nợ cho mình, cho mình có thời gian để mình có thể trả. Nhưng mà chủ vì thương cho nên tha trắng, xóa hết nợ. Nhưng mà rồi khi người này rời sự hiện diện của chủ, trên đường về thì gặp một người thiếu mình một món nợ rất nhỏ so với lại món nợ lớn mà mình đã được chủ tha. Và cái người bạn mắc nợ này cũng xin cùng một cái lời xin, lời yêu cầu: tôi không có tiền trả lúc này cho nên xin cho tôi có thêm thời gian. Nhưng mà người này đã tóm cổ và bắt giam vào trong ngục. Thì khi những người thấy điều đó trở về báo cho chủ, thì chủ tức giận và gọi cái người đã được tha thứ đó đến và bỏ người này vào trong ngục. Chữ ngục tại đây là bỏ vào một cái nơi cưa xẻ, một cái nơi tra tấn. Hình ảnh mà Chúa Ngài muốn nói đến dạy dỗ cho chúng ta trong Ma-thi-ơ chương 18, đó là cái sự tha thứ mà chúng ta nhận được từ nơi Chúa, nó phải là cái nguồn khích lệ để giúp đỡ cho chúng ta tha thứ cho người khác. Khi chúng ta biết ơn Chúa vì Ngài tha thứ cho chúng ta, sự tha thứ mà trong Kinh Thánh dùng cái chữ là tha thứ dồi dào. Sự tha thứ dồi dào của Chúa có nghĩa là Chúa Ngài tha chúng ta một cách trọn vẹn, thì dễ hơn cho chúng ta để chúng ta có thể tha thứ những người lân cận của chúng ta. Họ có phạm những cái điều đối với chúng ta là điều làm cho chúng ta xúc phạm đau khổ, nhưng so với tội lỗi của chúng ta đã phạm trước mặt Đức Chúa Trời mà Ngài đã tha thứ chúng ta một cách trọn vẹn, tha thứ một cách dồi dào đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn để chúng ta tha thứ cho người lân cận chúng ta. Như tôi nói, một trong những lý do mà nhiều người gặp khó khăn trong việc tha thứ người khác vì họ đang nuôi hận thù. Họ ngồi suy nghĩ miên man về những gì người đó đã làm tổn thương họ. Họ liên tục nghĩ về sự đau đớn mà người khác đã gây ra. Nhiều lúc chúng ta quên rằng Chúa đã tha thứ những tội của chúng ta lớn hơn việc người khác làm cho chúng ta rất nhiều. Và khi chúng ta nhớ rằng Chúa đã tha thứ cho chúng ta quá nhiều, nó sẽ giúp cho chúng ta tha thứ cho những người chung quanh chúng ta một cách dễ dàng hơn. Thật ra Chúa không phải tha thứ cho chúng ta, nhưng Ngài đã chọn tha thứ vì tình yêu lớn lao Ngài dành cho chúng ta.
Và cũng là bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời hay tha thứ, chậm nóng giận và hay làm ơn. Chúng ta sẽ học rõ hơn về bản thể này của Chúa. Ngài là đấng hay tha thứ. Đến độ Ngài sai con độc sanh của Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian này để đem lại sự tha thứ của Đức Chúa Trời cho loài người chúng ta, cho nhân loại. Đức Chúa Trời chọn lựa tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta gặp đau đớn, chúng ta cần quyết định tha thứ cho người gây cho chúng ta đau đớn. Vì tha thứ là một sự lựa chọn. Những người nói rằng tôi không thể tha thứ cho người khác, đáng lý ra họ phải nói rằng tôi không muốn tha thứ cho người đó. Thứ hai, chúng ta thấy rằng oán giận không kết quả gì. Oán giận làm đau khổ chúng ta hơn là làm đau khổ người khác. Sách Gióp chương 5 câu số 2 cho chúng ta thấy một hình ảnh. Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội, sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ. Có hai chữ mà chúng ta để ý trên đây, đó là chữ ngu muội và đơn sơ. Tại sao? Nếu chúng ta để cho cái nỗi sầu thảm nó giết chúng ta là bởi vì chúng ta ngu muội. Nếu chúng ta để cho cái sự đố kỵ làm chết chúng ta là bởi vì chúng ta quá đơn sơ. Và xin Chúa Ngài giúp để chúng ta không ngu muội, không đơn sơ trong công việc này, mà cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta biết chúng ta phải tha thứ. Nó không thay đổi được gì. Không cần biết chúng ta oán giận đến bao nhiêu, bạn sẽ không bao giờ thay đổi được điều đã xảy ra. Nó không đổi được quá khứ, nó không đổi được hiện tại hay là tương lai. Nó không làm được gì lợi ích cả. Nó chỉ làm khổ chúng ta mà thôi. Nó làm cho chúng ta nói những lời mà sau này chúng ta sẽ hối tiếc. Người Việt của chúng ta có câu giận mất khôn. Và trong lúc chúng ta giận, chúng ta có thể nói những lời mà sau này hối tiếc vì những lời ấy đã phát ra từ miệng của chúng ta. Lý do chính khiến chúng ta không kết quả vì nó khiến chúng ta bực tức, khổ sở. Trong lúc chúng ta khổ sở, người Việt của chúng ta có câu là chín ruột tím gan, thì người kia có thể không biết gì cả, cho nên họ cứ nhẫn nhơ. Họ tiếp tục sống vui vẻ khi mà chúng ta thì sôi gan được vì oán giận. Oán giận không làm đau khổ người khác, chỉ làm đau khổ chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta cần nhắc nhở chính mình về điều này. Nó hoàn toàn không đem lại kết quả gì. Gióp chương 18 có 4 phần A cho chúng ta thấy một hình ảnh nữa. Ông nổi giận bèn xẻ rạch mình. Khi chúng ta nổi giận đó, chúng ta như là chúng ta mổ xẻ thân thể của chúng ta. Chúng ta rạch cho nó rách nát, nhất là con tim của chúng ta. Y khoa nghiên cứu và cho chúng ta biết oán giận mang lại hậu quả lớn vô cùng. Oán giận mang lại hậu quả liên quan đến thể xác, đến tình cảm và luôn cả tâm linh của chúng ta. Thể xác, chúng ta nghe người ta thường nói giận cạnh hông, giận tím người, hoặc là giận sôi gan, tức lộn mặt không. Đây là những danh từ mô tả cho chúng ta thấy những cái diễn biến bên trong thân thể của chúng ta. Giận điên lên được, giận bể phổi, giận căm gan, giận bầm gan tím ruột, giận phát run, tức muốn ói máu, tức muốn học gạch, tức quá nói không được, cho nên chúng ta thấy máu trong tim như nó muốn trào ra. Tức một cách ấm ức, ức lòng quá, cho nên thỉnh thoảng cái cơn giận nó lồng lên làm cho như là nghẹn không thể thở được. Đó là những phản ứng nó ảnh hưởng ở trên thân thể của chúng ta khi chúng ta oán giận. Về tình cảm, chúng ta thấy nó sẽ làm cho chúng ta làm những hành động thiếu khôn ngoan.
Người ta nói giận cá chém thớt, cuối cùng ra cái thớt nó không có tội vạ gì, nhưng mà nó bị chém. Những người thân thương nhất của chúng ta sẽ đau khổ khi phải sống bên cạnh một cái người oán giận, một cái người đầy những cái sự giận dữ ở trong đời sống, một người cố chấp. Việt Nam của chúng ta có một câu cách ngôn, nó là giận con rận nở nung cái áo. Giận con rận cho nên thiếu điều như mua xé áo để mà tìm nó. Hậu quả tình cảm của oán giận sẽ dẫn đến chứng chán nản tinh thần, suy nhược tinh thần, tức là chứng bệnh mất sức mạnh tình cảm và trầm cảm, depression. Đây là một điều đã và đang diễn ra trong đời sống của những người, trong tinh thần của những người không chịu tha thứ, những người đang nuôi dưỡng sự oán giận trong tấm lòng của mình. Không có gì làm tổn hao sức mạnh tình cảm cho bằng oán giận và cay đắng trong đời sống của chúng ta. Về tâm linh, chúng ta biết rằng giận làm xáo trộn đời sống cầu nguyện của chúng ta, và nó khiến cho chúng ta không thể nào nhận được sự tha thứ của Chúa. Vì Chúa Giêsu dạy, khi các con cầu nguyện hay cầu nguyện như thế này, và đối với về vấn đề sự tha thứ, xin tha tội cho chúng con như chúng con tha những kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúa muốn chúng ta có một đời sống khỏe mạnh, lành mạnh tâm linh, linh hồn và thể xác. Lý do thứ ba chúng ta cần tha thứ là bởi vì tôi sẽ cần sự tha thứ trong tương lai. Mác chương 11 câu 25 chép: khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Nếu chúng ta để ý đến tại đây, Chúa Giêsu đặt cái nguyên tắc này trong khung cảnh của sự cầu nguyện. Khi các ngươi đang đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Xin chúng ta để ý, Chúa tha thứ cho chúng ta khi chúng ta tha thứ cho người khác. Khi chúng ta cầu nguyện bài cầu nguyện Chúa dạy: xin tha tội chúng tôi như chúng tôi tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Bạn nói với Chúa rằng: xin Chúa tha tội con theo cách con tha thứ cho người chung quanh. Chúa nói tha thứ không phải là việc tùy ý, nhưng mà mệnh lệnh của Chúa, Chúa ra lệnh cho chúng ta phải tha thứ. Ngài nói rằng đó là một phần của đời sống của con dân của Chúa. Nếu cầu nguyện là một phần của đời sống của chúng ta, thì sự tha thứ nó cũng là một phần của đời sống của chúng ta. Chúa Thánh dạy chúng ta nguyên tắc: chúng ta sẽ không nhận được những gì chúng ta không bằng lòng cho ra. Đây là nguyên tắc của nước trời. Tôi nhắc lại: chúng ta sẽ không nhận được những gì chúng ta không bằng lòng để cho ra. Bằng cho có phước hơn là nhận lãnh về vấn đề tài chánh, mà nó cũng ảnh hưởng đến sự tha thứ. Nếu chúng ta ban sự tha thứ, ban cho sự tha thứ, thì chúng ta sẽ được Chúa Cha ở trên trời tha thứ cho chúng ta. Cho nên chúng ta cần học tha thứ. Muốn sống một đời sống cơ đốc nhân đắc thắng, chúng ta cần học để tha thứ. Bởi vì khi tôi ôm giữ tổn thương, nó sẽ lở loét ở trong tôi. Chúng ta cần học tha thứ người khác vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Oán giận, cố chấp không mang lại kết quả gì. Nó chỉ tốn thì giờ, sức khỏe và khiến cho chúng ta khổ sở mà thôi. Nó không làm cho người kia đau khổ, chỉ có một mình bạn đau khổ. Nhớ điều đó. Đừng làm khổ chính mình. Hãy rời rộng trong sự tha thứ. Bởi vì tôi cần sự tha thứ của Chúa và của người chung quanh ở trong tương lai, nên tôi phải chọn tha thứ ở trong lúc này. Thứ hai, chúng ta cùng suy nghĩ là làm sao để chúng ta có thể chữa lành những tổn thương trong đời sống của mình. Cho tôi đề nghị có 4 điều. Thứ nhất là đừng bao giờ tự trả thù. Thứ hai là
giải quyết càng sớm càng tốt. Thứ ba là bạn tha thứ dù họ có xin lỗi hay không. Thứ tư là làm những việc tốt cho người làm bạn tổn thương. Đây là tấm gương mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm gương cho chúng ta. Chúng ta đang ở trong mùa thương khó. Mỗi lần chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Giêsu yêu thương cho đến cuối cùng và xin Chúa Cha cầu nguyện cho họ, cầu thay cho những người đang đóng đinh mình, đang đánh đập mình, đang chế giễu mình, xin Cha tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Nếu chúng ta làm được những điều này, chúng ta sẽ không phải bước đi trong đau đớn khổ sở nữa. Thứ nhất là đừng bao giờ trả thù. Châm ngôn 20 câu 22 nói, chớ nói ta sẽ trả ác, hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con. Hoặc là chúng ta tự trả thù, hoặc là chúng ta để Chúa giải quyết cho chúng ta. Cho tôi hỏi bạn, theo bạn thì ai sẽ làm tốt hơn? Ai có quyền năng và khôn ngoan để có thể giải quyết hoàn toàn? Chắc chắn là Chúa, phải không? Cho nên hãy giao cho Chúa. Trả thù làm đau khổ chúng ta nhiều hơn là người mà chúng ta đang trả thù. Kinh Thánh dạy để Chúa giải quyết, đừng tự trả thù. Một ngày Chúa sẽ phán xử. Nhưng nếu chúng ta tìm cách tự trả thù thì Chúa sẽ để cho chúng ta làm công việc đó. Hãy giao cho Chúa, anh chị em yêu dấu của tôi. Thứ hai là chúng ta cần giải quyết càng sớm càng tốt. Khi chúng ta lùi lại và chúng ta thấy cái bức ảnh trọn vẹn, chúng ta sẽ thấy lý do tại sao. Ê-phê-sô chương 4 câu 26 đến 27 chép, ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Điều này cho chúng ta thấy phần đầu của câu 26. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội. Giận là một phần của tình cảm của chúng ta. Trong cái tình cảm, trong cái đời sống tình cảm, cái emotional của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng lời của Chúa ở tại đây cho chúng ta thấy giận là điều có thể xảy ra. Nhưng mà trong lúc chúng ta giận thì chúng ta phải canh giữ mình đừng phạm tội. Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Nếu chúng ta cầm giữ cơn giận, chúng ta sẽ trở nên oán giận. Nếu cầm giữ tổn thương, chúng ta sẽ trở nên thù ghét. Tại đây chúng ta thấy rằng lời của Chúa dạy chúng ta đừng đi ngủ với cơn giận ở trong lòng. Chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Tại sao? Vì chúng ta không cho ma quỷ nó nhân dịp. Hãy nhớ điều này anh chị em, Satan muốn tìm ngõ để vào đời sống của chúng ta, để nó xây dựng những cái đồn lũy và cái chỗ để nó đồn trú ở trong đời sống của chúng ta. Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt để giải phóng chúng ta, để chúng ta được sự tự do. Và khi chúng ta sống ở trong sự tự do, chúng ta được Chúa ban phước, đời sống của chúng ta rất là mạnh mẽ và chúng ta trở nên một mối đe dọa cho thế giới tối tăm. Cho nên Satan sẽ tìm đủ mọi cách để xây dựng đồn lũy của nó trong đời sống của chúng ta. Lời của Chúa rằng đừng cho ma quỷ nhân dịp. Vì Satan nó muốn tìm cách để nó len lỏi vào trong đời sống của chúng ta. Thì một trong những cánh cửa mà nó có thể nhân dịp để nó bước vào là lúc chúng ta giận. Có hai điều hay là hai bước mà Satan có thể sử dụng để tìm cách len lỏi vào và đồn trú ở trong chúng ta. Thứ nhất, nó khiến một người làm tổn thương chúng ta. Rồi vì tổn thương chúng ta sanh ra cay đắng.
Thứ nhì, ma quỷ lúc bây giờ nhân dịp để nó xen vào. Nếu chúng ta giải quyết tha thứ, chúng ta làm hòa, thì Satan không có chỗ để hoạt động. Cho nên chúng ta cần sáng suốt về điều này. Trong cái đường đi theo Chúa 40 mấy năm qua, cũng như trong sự hội vị Chúa đến tháng 7 này là 40 năm, thì tôi thấy cái chiến thuật này của ma quỷ luôn. Nó xúi dục, nó khiến cho những người có nhiều khi là rất là gần với mình, những người cộng tác với mình, gây cho mình bị tổn thương. Cho nên khi tôi đối diện với những tổn thương này, tôi tha thiết cầu nguyện lại Chúa, xin giúp đỡ để con giữ tấm lòng của con, không để nó trở nên cay đắng, và không có để cho nó trở nên sự căm giận trong đời sống một cách lâu dài. Vì nếu chúng ta để cho nó lâu ở trong đời sống của chúng ta, tôi lấy ví dụ hai vợ chồng có những cái bất hòa, mà nếu không giải quyết liền ở trong ngày hôm đó, trước khi mặt trời lặn, thì ngày hôm sau nếu đem cái việc đó lên để mà giải quyết đó, thì mình cảm thấy rằng chuyện nó cũ, bây giờ chẳng lẽ mình lôi chuyện cũ ra, rồi mình nấn ná thêm một ngày, hai ngày nữa, thì nó sẽ kéo dài thêm, và sau đó thì mỗi ngày nó trọng chất, nó sẽ làm cho khó hơn để giải quyết. Vì mình sẽ có một cái mặc cảm là mình lôi chuyện cũ ra để mà mình lại nói nữa. Cho nên tốt nhất là giải quyết ngay, tha thứ một cách nhanh chóng. Chúa dạy chúng ta nhanh chóng giải hòa với anh em của mình khi chúng ta đến đền thờ để thờ phượng, mà nhớ lại có điều bất hòa với anh em của mình, thì Chúa bảo với anh chị em, hãy để của lễ ở tại đền thờ, đi về giảng hòa với anh em của mình trước, và sau khi đã giải quyết xong mới trở lại để thờ phượng. Đây là lời Chúa Giêsu dạy. Như vậy, trong khung cảnh này thì giảng hòa ưu tiên hơn là thờ phượng. Nhưng mà trong sinh hoạt hàng ngày của cơ đốc nhân, chúng ta thấy ngược lại. Chúng ta muốn lờ đi cái chuyện đó, và chúng ta ráng cố gắng để chúng ta thờ phượng Chúa. Anh chị em, cái ảnh hưởng đó là chúng ta không còn thờ phượng Chúa một cách ngọt ngào nữa. Rồi lời cầu nguyện của chúng ta cũng mất đi cái ngọt ngào. Anh chị em có bao giờ nghe một người cay đắng cầu nguyện không? Dường như là họ đang mắng chửi những người mà họ đang tức giận. Họ mượn cái lời cầu nguyện để dạy đời, để giảng moral cho những người xung quanh của mình. Điều đó không đẹp lòng Chúa bao giờ. Tại sao? Vì họ cứ để và nuôi dưỡng những điều này trong lòng của mình. Lời cầu nguyện không còn ngọt ngào, không được tương giao được với Chúa nữa, mất đi cái sự ngọt ngào đó. Và chúng ta phải đau khổ với những sự khó khăn trong đời sống của mình. Vì chúng ta không thể làm hai việc cùng một lúc, vừa thù ghét một người, vừa yêu mến Đức Chúa Trời cùng một lúc được. Xin Chúa giúp để chúng ta giải quyết. Chúng ta cần điều chỉnh các mối liên hệ bị gãy đổ. Nhưng những lý do thối thác lại đến trong những giây phút này. Nhưng họ đâu có xin lỗi mục sư. Tôi muốn họ học một bài học. Họ sẽ làm nữa nếu tôi tha thứ họ một cách dễ dàng. Tôi phải dặn cho họ biết. Họ cố tình làm việc đó mà. Hay là họ không thành thật xin lỗi. Thì chúng ta lấy những lý do thối thác đó để chúng ta không tha thứ.
Còn một lý do thối xác khác, nghe rất là thiêng liêng. Tôi sẽ là kẻ giả hình nếu tôi nói tôi tha thứ trong khi lòng của tôi không muốn tha thứ chút nào. Nghe quen lắm phải không? Kinh Thánh dạy hãy làm thì chúng ta phải làm ngay. Trưởng thành là khi chúng ta làm một việc, khi chúng ta biết việc đó là việc đúng, chứ không phải vì tôi có muốn làm hay là không. Lòng sẽ đi theo hành động. Và đây là một cái ý tưởng giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Tấm lòng nó sẽ theo sao? Cứ hành động, cứ công bố sự tha thứ của Chúa, rồi thì tấm lòng của chúng ta sẽ đi theo và yểm trợ chúng ta. Thứ ba, tha thứ dù họ có xin lỗi hay không. Ephesos chương 4 câu 32 chép: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Như vậy Đức Chúa Giêsu đã tha thứ chúng ta như thế nào? Chúng ta nhắc lại khi ở tại thập tự giá, Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện: xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Khi Đức Chúa Giêsu xin Cha tha thứ, có ai lúc đó xin lỗi Chúa không? Chắc chắn là không, chưa ai xin lỗi cả. Ngài tha thứ cho chúng ta trước, chúng ta cũng tha thứ dù người đó, người đã phạm lỗi với chúng ta, người đã làm tổn thương chúng ta, có xin lỗi hay là không. Chúng ta sẽ không hết tổn thương cho đến khi chúng ta tha thứ, và đó là chìa khóa. Cho nên chị em yêu dấu của tôi, hãy nhìn khung cảnh này. Chúa Giêsu bảo các môn đệ của Chúa hãy thức canh và cầu nguyện để các ngươi không sa vào trước cám dỗ, để các ngươi không vấp phạm. Có một cái cớ làm cho vấp phạm. Và nếu chúng ta để cho đời sống của chúng ta thiếu cảnh giác đó, thì Satan sẽ thắng. Như Đức Chúa Giêsu Ngài chiến đấu ở trong vườn Gethsemane, Ngài chiến đấu một cách cô đơn. Và trong cái cơn chiến đấu đó, các mạch máu ở dưới làn da của Ngài nó vỡ ra, trộn vào trong tuyến mồ hôi, đến độ Đức Chúa Giêsu Ngài đổ mồ hôi như những giọt máu lớn rớt xuống đất. Vì kẻ thù chung của chúng ta là Satan lúc bấy giờ có thể đến để cám dỗ Đức Chúa Giêsu phạm tội. Cám dỗ Đức Chúa Giêsu phạm tội trong lời nói, trong hành động. Và nó cũng xúi dục những con người. Thứ nhất là một trong những môn đồ mà Chúa tin cậy. Theo tôi thì Chúa tin cậy Iscariot lắm. Vì Ngài giao cho ông giữ cái túi tiền của đoàn truyền giáo. Phải là một người tin cậy mình mới giao cho cái việc giữ cái túi tiền. Vậy mà Judas Iscariot đã bán Chúa với 30 đồng bạc. Và cái dấu để cho lính biết ai là Chúa Giêsu thì Judas Iscariot đã chọn lấy cái hôn. Và nó nói với các lính đó là ở trong cái đêm tối, ở trong vườn không có ánh sáng đèn giống như chúng ta ngày hôm nay, ở trong cái cảnh tối đó, ai mà người nó hôn thì chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã hỏi Judas Iscariot: người lấy cái hôn mà phản nộp con người sao? Và chúng ta thấy rằng có nhiều cái lý do và nhiều cái cớ để Đức Chúa Giêsu có thể phạm tội, có thể vấp phạm. Mà Ngài thừa biết, nếu Ngài chỉ phạm một tội thôi thì Ngài sẽ không còn đủ điều kiện để làm cứu Chúa cho nhân loại. Vì phạm một tội có nghĩa là mình là tội nhân. Mà tội nhân thì không thể cứu được ai. Tội nhân mình phải trả cái nợ tội của mình.
Và Chúa Ngài đã chiến đấu, Ngài đã cầu nguyện để có thể thắng được. Vì tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt yếu đuối, Chúa báo cho các môn đệ của Chúa như vậy. Cho nên chị em yêu dấu của tôi, hãy khôn ngoan sáng suốt, giữ tấm lòng của mình, đừng để cho lời nói hành động của những người xung quanh của chúng ta làm cho chúng ta vấp phạm, làm cho chúng ta cay đắng. Đừng để những việc họ làm gây tổn thương, và chúng ta chứa chấp sự tổn thương trong lòng của mình để nó sinh ra sự oán giận trong đời sống của chúng ta. Và lúc đó Satan thừa cơ hội, nó sẽ bước vào đồn trú ở trong tư tưởng chúng ta, nó ảnh hưởng, ngăn chặn cái đời sống cầu nguyện của chúng ta, làm cho đời sống cầu nguyện chúng ta bị xáo trộn lên. Tinh thần của chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó bắt đầu nó mù tối, mình không còn suy nghĩ một cách chín chắn được nữa. Cho nên học theo gương của Chúa Giêsu, Ngài đã chiến đấu, Ngài đã cầu nguyện để sức mạnh của Ngài được gây dựng bởi sự cầu nguyện nữa. Hầu cho khi người ta đánh đập Chúa một cách tàn nhẫn như vậy, và lính La Mã đã trút đổ cái cơn giận của nó ở trên Đức Chúa Giêsu. Rồi chúng ta thấy đau đớn khi Chúa bị người ta cắn tay của Ngài ra. Và một trong những cái cách để tạo cho nạn nhân bị đóng đinh và thập tự giá phải đau đớn vô cùng mỗi lần trường lên để hít một ngụm không khí vào, bị phổi bị ép như vậy. Trên một trong những điều đó là khi kéo căng tay của người ra để đóng đinh và thập tự giá, nó kéo cái bả vai của người đó trật khớp ra bên ngoài. Đối xử với Chúa tệ đến như vậy. Nhưng mà chúng ta để ý đến Chúa yêu dấu của chúng ta, Thầy của chúng ta đã làm gương cho chúng ta. Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ngay chỗ này tôi xin thêm một ít điều để chúng ta biết. Tha thứ không phải là giả vờ như không có gì xảy ra. Tha thứ cũng không có nghĩa là hy vọng rằng việc đừng bao giờ xảy ra. Tha thứ cũng không có nghĩa là chúng ta phủ nhận mình đang bị tổn thương. Tha thứ không có nghĩa là chúng ta nói với người đó rằng thôi đó là chuyện nhỏ mà đừng quan tâm đến nó. Ta không nói đừng nhắc đến chuyện đó mà không có gì đâu. Nhưng ta phải nói tôi tha thứ cho bạn. Và điều đó sẽ phóng thích họ khỏi mặc cảm của tội lỗi. Và chúng ta muốn trở nên giống như Đức Chúa Giêsu, vì một trong những nét đặc biệt của Đức Chúa Giêsu là tính tha thứ của Ngài. Tuần tới tôi sẽ mời anh chị em chúng ta đào sâu thêm về lẽ thật này, để chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta, cả cựu ước, nhiều lời mà các tiên tri đã ghi lại, các sách lịch sử trong Ngũ Kinh cũng ghi lại cho chúng ta, và Thi Thiên cũng ghi lại chúng ta, Ngài là đấng hay tha thứ. Và khi Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể làm người ở trong nhục thể này, Ngài đã bày tỏ và thể hiện ra cái thuộc tính hay tha thứ của Chúa một cách trọn vẹn, một cách đặc biệt nhất. Khi ở giữa cái khung cảnh mà chúng ta thấy rằng bình thường không ai có thể tha thứ được, thì Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cái cách, Ngài đã làm gương cho chúng ta để ngay trong cái giây phút mà những con người đang đối xử với mình một cách rất là bất nhân, đánh đập, đóng đinh, bức râu Chúa nhổ nước bọt ở trên mặt của Ngài, vậy mà Chúa Giêsu vẫn có thể cầu nguyện là Cha xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Cảm ơn Chúa vì gương hết sức tốt đẹp này Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Thứ tư, hãy làm điều tốt cho họ. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã cầu thay cho những người
đang đánh đập mình, đang đóng đinh mình, những con người đang chế nhạo mình, những con người đã có những cái lời thách thức. Nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi thập tự giá đi. Thì Chúa Ngài đã làm điều tốt cho họ, Ngài cầu sai cho họ. Luca chương 6 câu 27, 28 và câu 35 ghi lại cho chúng ta điều Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù của mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi với kẻ bạc và kẻ dữ. Con giống cha, chúng ta mang ảnh tượng của Chúa Giêsu Christ và chúng ta được Chúa Ngài thay đổi chúng ta, khiến chúng ta được dự phần vào trong bổn tánh của Đức Chúa Trời. Đây là điều siêu nhiên, đây là điều rất khó, nhưng với sức của Chúa và với quyết tâm của chúng ta, nhất là khi chúng ta hiểu kế hoạch của Satan, thì chúng ta có thể làm được. Yêu kẻ thù của mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Chúa Giêsu dạy những lời này, và khi Ngài trên đường lên thập tự giá và tại thập tự giá, Chúa làm trọn những điều này. Ngài không nói suông, Ngài không dạy chúng ta những điều mà chính Ngài không làm. Ngài đã làm gương cho chúng ta. Cái đây một tháng tôi có tham dự một cái buổi ăn trưa gây quỹ của trường Cơ Đốc tại Houston, Christian School Houston. Thì hôm đó người ta có mời một keynote speaker, một người thuyết trình chính. Chị là người Việt Nam, em bé Kim Phúc, năm 9 tuổi, trong chiến tranh Việt Nam của chúng ta, đã bắt gặp chính mình ở trong đám lửa cháy của trái bom napalm. Họ cứu thoát lại trong lúc từ ở trong một cái ngôi chùa, vì người ta đang trốn ở trong đó. Và khi nghe nói rằng bom sẽ dội ở trên cái chùa đó, thì dân chúng từ trong đó chạy ra. Và khi họ chạy ra thì trái bom rớt, và khi nó nổ lên thì lửa cháy như vậy. Tôi thấy quần áo của mình nó như trong nháy mắt nó cháy mất hết, và cô phỏng một cách rất là nặng. Em họ của cô thì em bé này nằm ở trên tay của bà ngoại của cô ẩm, thì có những cái mảnh da của bé nó còn treo toàn tàn. Trải qua sự khó khăn đó, cô phải trải qua 14 lần giải phẫu, vì cơ thể cần phải được giải phẫu những chỗ mà vết cháy đó, bắp thịt nó cứng đi và cơ thể không có thể cử động được. Người ta phải giải phẫu để sửa chữa những cái chỗ như vậy. Thì cô chia sẻ lại ở trong một cái hoàn cảnh như vậy. Ban đầu tấm lòng của cô rất là cay đắng. Cay đắng đến độ cô nuôi ở trong tâm trí của mình một ý tưởng là không có người nào tốt hết. Rồi trong hoàn cảnh của cô đối diện với những điều khác nữa, bị ngược đãi, bị đối xử tệ.
cho đến khi cô tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống năm 19 tuổi. Thì Chúa đã thay đổi tấm lòng của cô. Nhưng cô đối diện với mấy câu kinh thánh này trong Luca chương 6 này. Cô thấy Chúa nghe dạy hãy yêu kẻ thù của mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Cô nói, Chúa ơi, làm sao con có thể làm được? Nhưng hôm nay cô ở phía bên này của bởi sức của Chúa đã giúp đỡ cho cô thực hiện được. Trong ơn của Chúa, bởi sức Chúa nghe ban cho cô công bố tha thứ cho những người đã làm cho mình đau khổ. Và khi cô công bố điều đó thì Chúa cho cô có dịp ở tại Washington DC, ở tại đài tưởng niệm của chiến tranh Việt Nam. Thì cô đã gặp chính cái người phi công đã trong cái phi vụ ném bom trong ngày hôm đó. Và khi gặp nhau, cô công bố cô tha thứ cho ông. Ông nhận được sự tha thứ và kinh nghiệm được sự tự do, bởi vì ông đã mang ở trong lòng của mình một cái hối hận. Bởi vì chiều hôm đó, sau khi cái phi vụ đó, ông trở về căn cứ của mình, ăn uống một cách bình thường, vì ông nghĩ rằng ông đã làm xong công việc của mình. Và không ngờ là bởi vì người ta đã báo là dân chúng đã được di tản hết, nên chỗ đó không có những sự khó khăn như ông thấy. Ngày hôm sau, ông thức dậy và thấy hình ảnh ở trên báo chí cái công việc, cái hậu quả của việc ông làm. Ông là con cái của Chúa, là một mục sư, nhưng mà trong lòng của ông vẫn mang cái gánh nặng này cho đến cái ngày mà cô Kim Phúc đã công bố sự tha thứ của mình trên vị phi công này. Hai người bây giờ gặp nhau bởi nhờ ân điển của Chúa, cùng là con của Cha trên trời, và cô có thể tha thứ được. Và cô làm chứng lại thế nào Chúa Ngài giúp đỡ để cô có thể thực hiện được điều mà Chúa Ngài đã dạy tới đây: hãy yêu kẻ thù của mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Và cô đã làm việc. Cô có thể tha thứ được ông khi gặp ông lần đầu tiên đó là bởi vì cô đã cầu nguyện cho ông. Trong cái tiến trình của sự chữa lành, của tha thứ, thì cô đã thực hiện điều này. Tôi chia sẻ để nói với anh chị em thêm một cái ý này. Ngày hôm nay trong thời cận đại của chúng ta, có những cơ đốc nhân, có những con cái của Chúa đã học theo gương của Chúa và làm theo điều Chúa nghe dạy tới đây. Và họ là những nhân chứng sống cho chúng ta biết rằng khó, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Bởi ơn của Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm được. Và điều tuyệt vời tại đây, cô được nữ hoàng của nước Anh tặng cho một cái huy chương, và đã được nhiều quốc gia trên thế giới này công bố và nhận cô như là đại sứ của hòa bình. Cô đi khắp nơi đem lại cái sứ điệp của yêu thương, tha thứ và hòa bình. Và tạ ơn Chúa, cuộc đời của cô bây giờ được Chúa Ngài sử dụng một cách rất là mạnh mẽ. Phía sau của sự tha thứ, phía sau của việc chúng ta bằng lòng trả giá cho tội lỗi của những người đã phạm nghịch với mình và công bố tha thứ cho họ, là một đời sống đắc thắng, kết quả và được Chúa Ngài sử dụng. Cô được Chúa Ngài sử dụng để xây nhiều cô nhi viện ở tại Ấn Độ, xây dựng những trường học ở các xứ nghèo. Và Chúa Ngài sử dụng cuộc đời của cô để đem lại nguồn phước cho nhiều người. Cảm ơn Chúa. Tha thứ phải trở nên lối sống của chúng ta, anh chị em ơi. Có bốn điều tích cực. Thay vì phản ứng đối với những tổn thương, chúng ta cần hành động một cách tích cực để chúng ta làm theo lời của Chúa và thấy kết quả trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất đó là yêu thương họ. Yêu thương có nghĩa là đáp ứng nhu cầu của họ. Yêu thương là cho họ những gì họ cần
không phải vì họ xứng đáng. Như cái vị phi công mà cô Kim Phúc đã công bố tha thứ đó, bởi vì cô đã được Chúa đông đầy đời sống của cô, và cô xin, cô nói rằng trong những ngày đầu rất khó, nhưng mà cô xin Chúa ơi, xin đông đầy tâm hồn con bằng tình yêu của Ngài. Và khi cô cho cái người không đáng nhận đó, thì cô được chữa lành, người phi công đó cũng được chữa lành, và tình yêu của Chúa trang hòa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, chứ không phải những gì chúng ta xứng đáng để nhận. Đó là tình yêu vô điều kiện của Chúa. Như Chúa ban cho vì chúng ta xứng đáng, chắc không ai trong chúng ta có mặt ở tại đây. Nhưng Chúa nghe cho chúng ta, mặc dù chúng ta không xứng đáng. Và Chúa dạy chúng ta hãy cậy sức của Chúa và tình yêu vô điều kiện. Và Thánh Linh đã đem và rải khắp trong tấm lòng chúng ta tình yêu của Chúa Cha đó, để chúng ta có thể yêu thương những người làm tổn thương chúng ta. Thứ hai, chúng ta chúc phước. Chúc phước cho kẻ rủa xả mình. Xin Chúa Ngài thương xót, chúc phước cho kẻ rủa mình. Hãy rờ rộng trong sự chúc phước. Đừng căm giận rủa xả họ. Nhưng mà chúc phước họ đi rồi chúng ta sẽ được Chúa Ngài chữa lành tâm hồn của chúng ta. Làm ơn. Thay vì lấy ác trả ác, hãy lấy điều tốt đáp lại với hận thù. Đó là gương của Thầy của chúng ta. Và chúng ta có thể học nơi Ngài. Roma chương 12 câu 17-18 chép: chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng là cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Khó với anh chị em, nhưng mà có khó chỗ bằng khi Chúa Giê-xu bị treo ở trên thập tự giá. Có những người, có dân chúng đứng ở dưới và sỉ nhục Chúa, mắng nhiếc Ngài. Luôn cả cái tên cướp bị đóng đinh kế bên cạnh Chúa. Nhưng Chúa yêu thương và Ngài đã cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Tại sao tôi phải đối xử với người đó một cách tốt đẹp như vậy? Bởi vì khi chúng ta thù ghét một người nào, là chúng ta để cho người đó điều khiển sai khiến chúng ta. Khi chúng ta gặp họ, chúng ta có thể tức giận lên. Khi nghe đến tên của họ, chúng ta cũng không muốn nghe. Và nếu chúng ta tiếp tục để như vậy, chúng ta thấy rằng như là chúng ta giao ở trong tay của họ một cái hệ thống điều khiển, một cái remote control. Họ có thể ảnh hưởng ở trên tình cảm của chúng ta, tấm lòng chúng ta bất cứ lúc nào. Ma quỷ có thể sử dụng điều đó để nó làm chúng ta tê liệt, làm cho chúng ta không thể cầu nguyện được nữa, không thể tập trung học hỏi lời của Chúa. Thờ phượng không còn ngọt ngào, lời cầu nguyện của chúng ta không còn ngọt ngào. Và cái hậu quả của nó thì lớn vô cùng. Con đường mà Chúa dạy là con đường tốt đẹp. Cho nên đừng để cho sự thù ghét, oán giận cầm giữ tấm lòng của chúng ta. Tha thứ. Cơ đốc nhân chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng khi chúng ta nhận sự tha thứ từ nơi Chúa và đem phân phối sự tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta. Làm sao chúng ta nắm quyền quyết định hạnh phúc ở trong đời sống của chúng ta? Đừng để cho người khác làm tổn thương mình một cách dễ dàng. Hãy nhớ mình đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Đấng Christ. Mà bây giờ mình sống không phải mình sống nữa, mà Christ sống ở trong mình. Và chúng ta không cho phép mình bị tổn thương một cách dễ dàng như vậy. Rồi cuối cùng không cầm giữ cơn giận hay là oán giận, mà giải quyết sớm để chúng ta được lành lặn. Cảm ơn Chúa.
Xin Chúa cho để những nguyên tắc này và lời của Chúa dạy sẽ giúp đỡ cho chúng ta kinh nghiệm được sự đắc thắng một cách mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Tôi mời anh chị em chúng ta trong thời giờ này đến với Chúa. Chúng ta có thể nhắm mắt lại, hướng nhìn về khung cảnh chung quanh sự thương khó của Chúa. Thế nào tại vườn Gethsemane Chúa bị bắt? Dẫn đến nhà của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phê. Tôi giải ngài đến ở trước quan tổng trấn Phi-lát. Phi-lát lại cho giải Chúa qua gặp vua Hê-rốt. Hình dung Chúa bị đánh đập, quân lính chế giễu ngài, lấy gai bệnh một khiên mạo gai đội trên đầu Chúa. Những cái gai này đâm sâu vào trong đầu của ngài, có thể đụng vào xương sọ của ngài, đau đớn vô cùng. Lấy một chiếc áo màu đỏ choàng lên cho ngài, đánh đập Chúa và bảo Chúa hãy tiên tri đi, ai vừa mới đánh mình. Sỉ nhục Chúa làm đủ mọi điều. Và khi Herod từ chối việc xử Chúa, họ lại giải Chúa trở lại cho quan tổng trấn Phi-lát. Khi Phi-lát hỏi có một lệnh ân xá, hôm nay các người muốn ta thả ai cho các người? Đám đông la lên, Baraba, Baraba, là kẻ giết người, là một tên cướp mà dân chúng đã chọn để tha. Trong khi đó, đấng yêu thương đã làm phép lạ, đã chữa lành, đã quá bánh đãi cho họ ăn, có những lời từ thiên đàng để giúp đỡ cho đời sống. Họ lại chọn hãy đóng đinh hắn trên thập tự. Phi-lát giao Chúa Giê-xu cho lính và chúng bắt đầu đánh Chúa một trận đòn. Sau đó dắt Chúa từ nơi tổng trấn Phi-lát lên đồi Gô-gô-tha, vác thập tự giá. Khi đến nơi, họ đã đóng đinh Chúa. Quân lính thì ở dưới chân của thập tự giá đang cờ bạc, đang bắt thăm về áo sống của Chúa. Những người chế nhạo, rủa xả Chúa đứng chung quanh. Chúa Giê-xu đang đổ máu, nhưng ngài đã làm điều mà ngài đã dạy cho các môn đồ của ngài và chúng ta. Hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Chúa giàu, cảm ơn Chúa vì một tấm gương trọn vẹn mà Chúa đã sống, đã thực hiện. Một cuộc sống đắc thắng mưu trước cùng ma quỷ, đắc thắng việc tự thương mình mà sống bằng lòng phó sự sống của ngài, và bằng lòng bày tỏ tình yêu thương và làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa xả mình khi Chúa cầu nguyện cho họ.
Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết điều mình làm. Xin ban phước cho chúng con để chúng con cũng sẽ bước đi như Chúa đã bước đi. Xin thêm sức cho chúng con. Tự mình chúng con biết rằng chúng con không có, chúng con không đủ khả năng để chúng con có thể làm theo điều Chúa ngài dạy tại đây, nhất là trong sự tha thứ. Chúng con không có đủ khả năng để có thể yêu kẻ thù mình. Xin thêm sức cho chúng con. Làm ơn cho kẻ ghét mình. Xin thêm sức cho chúng con. Chúc phước cho kẻ rủa mình. Chúa ơi, xin thêm sức cho chúng con. Và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Xin giúp đỡ chúng con. Để chúng con biết qua lời của Ngài trong buổi tối hôm nay, chúng con phải tha thứ để Cha chúng con trên trời có thể tha thứ chúng con. Thôi chúng con có thể kinh nghiệm sự đắc thắng, kinh nghiệm được một đời sống tràn đầy phước hạnh từ nơi Ngài. Con cầu nguyện cho hết thảy anh chị em của chúng con trong thời giờ này đang học lời của Chúa với chúng con và chính mình con Chúa giàu. Xin ban phước cho chúng con. Xin thêm sức cho chúng con. Xin giúp đỡ để quyết tâm của chúng con sẽ được Chúa ngài giúp sức để chúng con có thể thực hiện cho được. Để chúng con giữ đời sống của chúng con, trái tim của chúng con, tâm hồn của chúng con được lành lặn. Cho nên xin rịch những kẻ vỡ lòng, rịch tấm lòng của chúng con. Là Chúa xin ban phước để hết thảy chúng con đều sẽ đắc thắng được. Để con có thể giải quyết những cay đắng oán giận trong đời sống của chúng con. Được Chúa nghe chữa lành những tổn thương trong cuộc đời của chúng con. Và chúng con có thể sống tràn đầy quyền năng phước hạnh từ nơi Chúa, để chúng con sẽ bày tỏ quyền năng của Ngài qua đời sống đắc thắng của chúng con mà giúp đỡ cho nhiều người. Chúng con tạ ơn Chúa. Phó dân mỗi anh chị em của chúng con, cho ân điển của Chúa là ân điển đã cứu chúng con, đã tha thứ tội lỗi của chúng con. Cũng là ân điển ban cho chúng con sức mạnh, quyền năng để chúng con có thể sống theo như sự kêu gọi của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa. Và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa để qua sự đắc thắng mà Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta, chúng ta có thể tiếp tục làm nguồn phước, luôn luôn giữ mình một cách mạnh mẽ, đầy ơn quyền của ngài để sẵn sàng giúp đỡ cho những người có cần. Chúa ban phước, hẹn gặp lại anh chị em trong những buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Tối thứ sáu giờ của Houston chúng ta sẽ có 7:30 tối giờ Houston chúng ta sẽ có buổi lễ của ngày thứ sáu tốt lành, Good Friday, để chúng ta sẽ nhóm nhau lại. Xin Chúa ban phước và hẹn gặp lại anh chị em trong buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Và Chủ nhật chúng ta vẫn có hai lễ tiếng Anh và tiếng Việt để chúng ta mừng ngày Chúa Phục Sinh. Và xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ kết quả trong việc mời được những người chưa tin Chúa, những người lân cận của chúng ta, để họ cũng có thể đến và nhận được phước của Chúa như chúng ta. Cảm ơn Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong phước hạnh của Chúa. Chúc bình an. Shalom.